Thân chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tiểu cảnh trung thu, lồng ghép ảnh người thân, người yêu của mình. Rất đơn giản trên Camaster nha anh em. Cho những anh em nào vừa biết ứng dụng này hoặc là ít sử dụng vẫn chỉnh sửa được nha anh em. Bây giờ anh em mở ứng dụng Camaster lên và bắt đầu chỉnh sửa nha anh em. Anh em vào chỗ tạo mới. Anh em chọn 169. Anh em chọn tiếp theo. Anh em chọn vật liệu tiểu cảnh trung thu. Video này mình đã để dưới phần mô tả nghe anh em. Mình sẽ lấy một đoạn để làm hướng dẫn cho anh em. Lấy 20 giây thôi. Anh em chọn lớp, chọn phương tiện. Bây giờ mình sẽ chọn vật liệu khung. Vật liệu này mình cũng đã để dưới phần mô tả luôn nghe anh em. Bây giờ sẽ chọn vị trí thích hợp. Kéo ra để chọn thời gian hiển thị nghe anh em. Anh em nhấn vào chỗ chìa khóa ở đây. Kéo thanh điều chỉnh đến gần hết cái phần hiển thị được chọn. Anh em dịch chuyển cái khung qua hướng bên kia. Đến mất khung luôn. Tiếp tục anh em nhấn vào chỗ 3 chấm. Chọn sao đúp. Tiếp tục nhấn vào đây. Để lấy ảnh đưa vào khung nghe anh em. Mình sẽ chọn một ảnh tùy ý nghe anh em. Mình sẽ di chuyển ảnh qua đây để dễ dàng chỉnh sửa nghe anh em. Anh em chọn cắt. Chọn mặt nạ. Anh em kéo chỗ chiếc lông nè, khoảng là 20 thôi. Vào chỗ hình dạng nè. Mình chọn hình tròn để phù hợp với khung nghe anh em. Anh em điều chỉnh sao cho để vào khung nó khớp là ok. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khung. Điều chỉnh lớn nhỏ tùy ý, nhìn đẹp mắt là được nghe anh em. Xong rồi anh em chọn 3 chấm ở đây. Chọn đưa về sau cùng. Bây giờ mình chạy thử nghe anh em. Anh em nhìn ở chỗ này nè. Ảnh và khung nó không khớp. Nhìn kỳ lắm phải không anh em? Anh em nhấn vào cái chỗ ảnh. Rồi vào cái chìa khóa. Nhấn vào cái mũi tên. Nhấn vào dấu trừ. Để mình thiết lập lại cách di chuyển nghe anh em. Anh em kéo thanh điều chỉnh. Và thiết lập bức ảnh di chuyển theo khung. Theo từng cái khoảng cách ngắn nghe anh em. Rồi, bây giờ chạy thử. Chỉ là ok nghe anh em. Thêm một ảnh nữa. Anh em chọn lớp. Chọn một ảnh tùy ý thích của anh em. Anh em chọn chỗ cắt nè. Chọn mặt nạ. Chọn hình dạng. Ở đây có nhiều hình dạng, tôi thích cái nào thì chọn cái đó nghe anh em. Chọn xong anh em điều chỉnh sao cho nó phù hợp nè. Anh em nhấn vào chỗ chìa khóa,
để thiết lập cách di chuyển nha anh em. Cái này tùy ý thích của anh em, mình làm một cái đơn giản thôi. Bây giờ sẽ nhân bản ra thêm nha anh em. Chọn chỗ 3 chấm nè, chọn sao đúp, chọn sao đúp, di chuyển hai ảnh vừa nhân bản qua hai bên nha anh em. Rồi bây giờ chạy thử. Mình chỉ chia sẻ đơn giản cách mà mình làm, còn em nhiều sáng tạo tạo ra nhiều cái hiệu ứng đẹp hơn nữa nghe anh em. Và vật liệu trong video mình đã để dưới phần mô tả để anh em dễ dàng sử dụng nghe anh em. Mình xin dừng lại nội dung ở đây. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.